Các người chơi của chúng tôi đã trải qua bài hát đầu tiên, và ngay bây giờ sẽ là bài hát thứ hai. Bài hát này cũng là một sáng tác của Only C cùng với Hưng Cacao, và bài hát chỉ sau một vài ngày thôi đã lọt top 1 trending Việt Nam với 4 triệu lượt xem. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với phần thể hiện của những người chơi của chúng tôi trong ca khúc Cảm Giác Lúc Ấy Sẽ Ra Sao. Xin mời. Nếu có lúc đôi ta phải nhìn lại, nếu có lúc yêu đương này nhạt phai, sẽ thế nào? Giọng rung quá Nghĩa ơi, em ơi. Không muốn phải nuối tiếc, sẽ đến lúc không ai hiểu được mình, sẽ đến lúc không biết phải làm sao. Nếu chia tay sẽ thế nào? Bây giờ gặp mặt nhau biết nói câu gì? Sao? Tự hỏi rằng sẽ có thế nào? Tạm biệt người yêu trong hồi ức, tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức đã bao nhiêu lần. Đêm cay đắng khi yêu, cảm giác lúc ấy sẽ rất sao? Cô đơn lên người suốt bao đêm dài. Tạm biệt người yêu thương yêu nhất, tạm biệt người mang bao phiền phức đến con tim này. Hay là ta mới yêu chưa kịp đậm sâu? Nếu có lúc đôi ta phải nhìn lại, nếu có lúc yêu đương này nhạt phai, sẽ thế nào nếu chia tay? Không muốn phải làm gì, sẽ có lúc không ai hiểu được mình, sẽ đến lúc không biết phải làm sao. Chia tay sẽ thế nào? Bây giờ gặp mặt nhau biết nói câu gì? Yeah yeah. Oh. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có thế nào? Tạm biệt lời yêu trong môi ước, tạm biệt tình yêu nơi tim thương. Tự hỏi rằng sẽ khó thế nào? Tạm biệt người yêu trong hồi ức, tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức đã bao nhiêu lần. Đêm cay đắng khi yêu, giấc lúc ấy sẽ ra sao? Cô đơn lẻ nơi suốt bao đêm dài. Tạm biệt tình yêu trong hồi ức, tạm biệt. Với bài hát này thì ông xin mong chờ Juno xử lý nhẹ hơn một chút xíu sẽ tình cảm hơn. Yeah, và đó là cảm giác lúc ấy sẽ ra sao. Xin được cảm ơn sự phần trình diễn của những người chơi của chúng tôi trong chương trình Cùng Hát Lên Nào. Các bạn nghĩ gì về phần trình diễn vừa rồi, Nghĩa Đồng Hồ? Em thực sự rất là tỏa sáng nha. Em cảm ơn anh Hồng Duy và anh hỏi em gì? Anh hỏi em gì? Anh hỏi em gì? Ủa tự nhiên cứ lên khen một trận cái không biết mình hỏi gì luôn. Anh cũng chưa biết anh hỏi em gì luôn đó, đúng không? Cảm giác như thế nào? Cảm giác như thế nào sau cái phần kết hợp vừa rồi? Thật sự là một sự cố gắng với em. Tại vì như em có chia sẻ là em rất là thích hát những nhạc nó mang hơi hướng tích cực, năng lượng, vui tươi một xíu. Cho nên là đây là có thể gọi là một cái sở đoản của em á. Những người bạn còn lại thì thế nào? Thịnh,
những cái bài nhạc của anh Only See đối với em nó rất là cao, tại vì em là giọng nam trung, cho nên là cái việc thể hiện những cái bài hát như này đối với em cũng khá là khó khăn. À, hồi nãy em thấy là phần thể hiện của mình so với em mong đợi á là như thế nào? Dạ khoảng 80-90%. Còn em thì sao hả Chris? Em... ai là người có phần trình diễn tốt nhất? Dạ em cảm thấy là anh Duy Juno có phần trình diễn tốt nhất ạ. Còn ai là người không tốt nhất? Chắc là em á. Em đoán vậy. Duy, em là người có số điểm cao nhất ở bài hát đầu tiên đúng không? Bài hát này em có tự tin không? Ban đầu thì em tự tin lắm, nhưng mà hát xong em cảm thấy nó cũng hơi lo lắng. Bây giờ sẽ là số điểm từ chúng tôi. Người chơi có số điểm cao nhất chắc chắn sẽ an toàn bước tiếp vào vòng trong với giá trị tiền thưởng là 3 triệu đồng. Và đây là lần đầu tiên tại Cùng Hát Lên Nào, các người chơi hiện tại đều có số điểm trên 80. Người chơi có số điểm cao nhất sau bài hát thứ hai, bạn mang về 87 điểm. Duy Juno, một lần nữa em vừa có thêm 3 triệu đồng, 6 triệu đồng. Ngay bây giờ hãy cho Duy biết bạn sẽ chọn ai. Em cũng không biết loại ai, bây giờ em cứ chọn một người mà nhắn tin với em cuối cùng trong ba người này. Chọn Nghĩa Đồng Hồ à. Thấy chưa? Bạn định loại đi nụ cười duy nhất của tôi trong buổi tối ngày hôm nay sao? Bạn đưa ra một quyết định như vậy. Nghĩa Đồng Hồ, giặt đồng hồ ra, lấy cái kim đồng hồ đó bắn thẳng vào người mà em muốn loại ngay bây giờ. Tiếc quá, không loại được Duy đúng không? Em sẽ loại ai? Em ghi nhớ giây phút này. Ấy, em loại một người điểm thấp nhất vừa rồi. Em xin phép loại Tuấn Anh. Loại Chris, Tuấn Anh. Tuấn Anh đang có một vote, Nghĩa đang có một vote. Tuấn Anh, hãy cho anh biết bình chọn của em là gì. Để em xin vote lại anh Nghĩa Đồng Hồ à. Xin lỗi anh nhiều. Nghĩa Đồng Hồ hiện tại đang có 2 vote. Vote cuối cùng, Thịnh, mời em. Sao mà cái giây phút khó khăn luôn là em vậy ta? Người mà em muốn vote là anh Nghĩa Đồng Hồ. Chỉ là em chọn theo cảm tính của mình thôi. Chúc cho ba người chơi còn lại sẽ thể hiện thật tốt về bài hát tiếp theo. Và rất là mong là em sẽ có dịp quay lại chương trình một lần nữa để em phục thù. Cảm ơn em, hãy luôn nở nụ cười trên môi và yêu thích ca hát em nhé. Samsung Galaxy S21 FE 5G hân hạnh đồng hành cùng chương trình.